Cô này bạn đang bán cá nè, cá nướng với lại bắp nướng. Dạ, người miền Nam á thì qua Lào sống khá là ít, chỉ có 40 hộ thôi. Đúng, đúng rồi. 40 hộ á là do nơi mình sanh con đẻ cháu ra nó nhiều nên tự lập được lên. Còn nếu mà đúng á là có 7 hộ thôi, tại vì kiều Campuchia qua đây. Cô con thì thấy con người ở Lào rất là thân thiện. Dạ, rất là dễ gần, thì cô sống ở đây lâu năm thì cô thấy người Lào thì như thế nào? Người Lào thì thấy thoải mái hơn cái người Campuchia. Dạ. Người Lào á nói chung ra thì người ta ở có hậu hơn Campuchia. Dạ. Nói chung ra thì người ta ở đâu cũng vậy, người ta cũng sống về pháp luật. Nếu mà nói bằng tiếng Lào á, anh hành khách du việt cánh vào phu đáy thuộc nhà thành cả hai kim tam sa thác kim tham đa và hãy lạc lụa con sáu, lạc lụa con sáu bên xì nhà. Là cái đó là gì cơ? Là cái cũng như là mình là bà con ở dưới là làm ăn lương thiện, chứ đừng có cho là ăn cắp ăn trộm để nó khó khăn cho mình. À, chúc cộng đồng, chúc người Việt luôn làm ăn phát đạt. Nó là sao cơ? Anh hành khách Việt luôn một lần hai kim hay sô khai đi hay thầm cuốn. Là chúc cho bà con ở dưới là mình giỏi làm ăn phát đạt, cũng không thích. Vì mình muốn ăn cái gì là mình mua về làm ăn, chứ của họ làm ăn theo họ mình ăn cũng được. À, cô thường nấu canh chua rồi ăn không? Có, đúng rồi, canh chua kho tổ là của miền Tây mình. Dạ. Đây mới ăn ngày hôm qua đây, canh chua kho tổ đây. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ hai Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Atabu. Thì ở đây thì cộng đồng người Việt sinh sống rất là đông cô bác quý anh chị. Như ngày clip trước Bùi Hồ có chia sẻ rằng á, là cộng đồng người Việt sống ở đây rất là yêu thương nhau và họ ăn nên làm ra. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ cùng cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn sẽ đi thăm một cái chợ cộng đồng người Việt cách đây khoảng 3 cây số. Và Bùi Hồ phải lội bộ của bác quý anh chị. Ở đây là một cái thị trấn nhỏ nên thành nữ là không có xe, không có xe gì hết cả, và tất cả đều phải lội bộ. Thì cái tỉnh Atabu này cô bác quý anh chị đó tưởng tượng như là một cái bán đảo đó. Nó nhìn từ trên cao xuống nó giống như là một cái bán đảo của bác quý anh chị. Và mọi chuyện thì nhờ taxi, mà nhưng mà taxi thì giá khá là đắt, nên Bùi Hồ sẽ chọn phương án là lội bộ để cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Thì để cuộc sống của người Việt của mình là như thế nào. Sáng nay tiện đây thì mình cũng đi ăn sáng luôn. Bán rau ngổ. Ở cái quốc gia nào cũng vậy, cũng có người giàu và người nghèo. Nhưng mà về mặt bằng chung thì nước Lào, về thu nhập của người dân Lào thì cũng còn khá là thấp mọi người. Đây là cái khu vực bán rau. Ở đây thì có ốc nè, ốc suối á. Ốc này là ốc suối nè. Ở người Lào thì người ta có vẻ như là rất là thích đánh kem nè, trang điểm nè. Đây là hộp gì á. Tép nấm rau người ta sẽ cuộn lại thành những cái cuộn nhỏ nhỏ như thế này nè. Đây là cá rô phi. Ớt thì người ta sẽ cho vào nấm. Ớt này là loại ớt rừng đó mọi người. Ớt giống như là ớt hoang á, khó mọc lắm. Và cái trái ớt này thì rất là ngon. Lần đầu tiên bữa nay vô review chợ Lào cho cô bác quý anh chị thấy. Thấy nó cũng có vị gì đó hay hay đúng không? Ồ, cá. Cá tra. Ở đây mà kiếm tôm mực thì không có đâu nha cô bác quý anh chị. Cô là người Việt hả? Đúng rồi. À, cô kêu cá đây chú. Kêu mua cá, mời mua cá. Dạ, con đi qua đây chơi. À. Dạ, cô sống ở đây lâu chưa cô? Cô sống ở đây gần 40 năm rồi con. Dạ, hả? Cô là tỉnh nào? Cô là tỉnh Tây Ninh. À. Cô ở Đồng Ban. À, cô ở miền Đông Nam Bộ. Đúng rồi. Cô lúc trước ở huyện nào? Huyện Tân Châu. Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đúng rồi. Sao mà cô lại qua đây cô? Cô chạy hồi chào bên bốn.
trời chạy chờ bon bốt qua đây. Đúng rồi. À. Thì ông già hồi đó đi cách mạng, ông già hồi đó đi qua đội nên gia đình qua đây luôn. Dạ. Nhà nước đưa qua. Nhà nước đưa qua. Đúng rồi. Rồi qua đây cũng không may thì năm 90 là ông già mất. Dạ. Ông già mất thôi, cô ở lại đây luôn, coi mồ mả. Vậy là cô đã có nhà ở đây. Đúng rồi, có đất có nhà ở đây. Coi như là cô là người Việt Kiều Lào luôn ha. Qua Việt Kiều. Dạ. Cô có đường quay về lại Tây Ninh không? Dạ chứ không đâu, bị gì ở mồ mả đây 7-8 người rồi. Dạ. Cha mẹ chồng cũng mất ở đây rồi, cha ruột cũng mất ở đây rồi, hai thằng em cũng mất đây. Rồi ông anh với ông xã cũng mất ở đây luôn. Lúc bây giờ ở lại đây. Lúc mà cô chạy bơm bót thì lúc đó là cô năm bao nhiêu tuổi cô? Năm đó là cô năm đó cô 40 mấy tuổi à sao á. Dạ. Cô cũng không nhớ vì gì chạy nạn mà. Năm nay cô nhiêu rồi? Năm nay cô 60 rồi. 60 mà cô chạy qua đây gần mấy mươi năm? Cô chạy năm 85. 85 hả? Dạ. Cô cũng không nhớ tới bây giờ luôn nè. 85 là gần 40 năm mà. Gần 40 năm. Có nghĩa là lúc cô chạy thì khoảng 20 tuổi. Ở đó cô chạy là 21 tuổi đó. Lúc đúng đó rồi. Lúc đó cô có chồng chưa? Có chồng, đứng đứa con ở tại Campuchia. Lúc đó là cô ở giáp ranh của thằng Campuchia luôn. Đúng rồi, đó là cô ở tại Campuchia luôn. Cô là năm cô về Tây Ninh đó là năm 75. Năm 75 cái là về đó thì thấy người ta làm rẫy đó nổ mìn quá đi. Cái bà già mới hồi đó bà già mới đưa qua lại Campuchia năm 79 giải phóng Campuchia. Giải phóng Campuchia là cái là cô mới ở đó được mấy năm cái là bun bốt vô nữa bắt đầu chạy qua Lào luôn. Lúc đó vô mấy ngày thì cô chạy? Thì nó vô nói chung ra nó vô mỗi ngày luôn, nó vô dạ. Nó dịp chủng mà. Dạ. Dạ. Rồi sau này thì bun bốt lúc đi cô quay trở lại không? Không, không có quay, chỉ có về thăm bà con thôi, dòng họ cũng chạy về Việt Nam ở Tây Ninh hết. Có bị ảnh hưởng, dòng họ cô có bị ảnh hưởng bởi bom bót không? Có, chết hai người. Chết hai người? Dạ, nó bắn coi như là ông chú ruột, ổng nắm níu tụi cô đó. Dạ, ổng chạy rồi, cái ổng quay về coi cô đầu chạy hết chưa. Thì ông chú về thì nó phát hiện ông chú là nó bắn lũng tim. Ôi trời. Bắn lũng tim rồi rớt xong chết luôn. Dạ. Nhà nền ra thì từ đó thì chạy luôn. Tại Campuchia. Cô tên gì? Cô tên Thanh. Cô Thanh hả? Dạ. Chạy qua đây thành thử là định cư ở chỗ này luôn. Đúng rồi, định cư luôn tới bây giờ luôn, không có chạy đi đâu nữa. Dạ. Con không biết là cái cuộc sống của người Việt của mình ở đây thì ăn nên làm gà dữ không cô? Thì nói chung ra thì mình làm ăn á thì ở đâu cũng làm ăn mà mình nó lương thiện mình làm ăn. Và còn nếu mà mấy người kia người ta qua nó buôn thì cái ma tí thì mình không biết. Thì nói chung ra là cũng bị bắt nhiều. Nè, cái đó là đa số miền Trung. Nhưng mà người miền Nam của mình lên đây nhiều không? Không, người miền Nam chỉ Việt Kiều Campuchia là có 40 mấy hộ. Dạ. 40 mấy hộ, hồi đầu có 7 hộ thôi mà bây giờ sanh con đẻ cháu được 40 mấy hộ. Là ở tỉnh nào cô? Tỉnh Tây Ninh luôn. Dạ. Ở cùng quê cùng xứ luôn, rồi chạy qua Campuchia rồi chạy qua đây luôn. À, cô gần chợ đây không? Hả? Nhà cô gần chợ đây không? Gần đây. Gần đây luôn hả? Dạ. Cách đây cỡ 600-700 mét. Dạ. Dạ. Ở ngay đi thẳng cái đường đó là đi xuống là ngay bờ sông á. Dạ. Nhưng mà mấy mươi năm thì cô đã gành được tiếng Lào chưa? Gành đó. Gành mà hả? Nhưng là không biết chữ thôi, mình không có học chữ. Dạ, ở đất nước Lào thì người ta vẫn cấp nhà cửa cho mình hết hả cô? Không, không có. Có nghĩa là đất là mình tự mua có giấy tự tờ hết không? Mua giấy tờ. Đầy đủ hết không? Đầy đủ. À. Mà nhưng là mình là nó cho mình á, nó cho mình là mình thuê đất của chính quyền đất nước Lào. Dạ. Nó quy cho mình là nó đóng thuế cao. À. Mà mình có quyền bán. Dạ. Dạ. Mình có quyền bán bởi vì mình có giấy đất tự do, giấy đất đỏ. Ừ. Dạ. Cô thì ở Lào thì nó sẽ cuộc sống nó thoải mái hơn là Việt Kiều ở Campuchia. Đúng rồi. Việt Kiều ở Campuchia thì nó không phức có tạp hơn. Không có bán đất, đúng không rồi. Có cho mua đất cho người nó Việt không, mua đất. Đúng rồi, nó ở nhà bè không à. Cô lúc cô ở Campuchia ở nhà bè không à. Cô cũng có về Campuchia nữa hả? Có. Lúc đó cô bao nhiêu năm? Thì cô thỉnh thoảng cô cũng về Campuchia thăm dòng họ giờ ở Campuchia cũng còn 4-5 người. Con thấy cô là làm với cái công việc là đánh bắt hải sản, bán buôn bán cá này là cô tự đánh gia đình tự đánh bắt hay sao? Không, gia đình cô là ông xã cô cũng mất 10 mấy năm rồi. Dạ. Bây giờ chỉ là cô còn bà mẹ 8 mấy tuổi, bà lẳng nữa. Bây giờ cô cũng bán về để nuôi mẹ.
con giờ nó cũng có gia đình, nó ở riêng hết rồi. Con của cô được sinh ở Lào luôn? Sinh ở Lào hai đứa, ở Campuchia một đứa. Vậy thì có nói tiếng Việt được không cô? Có nói tiếng bình thường. Vậy hả? Dạ. Con có... nó đi học chữ Lào, nó học tới cấp 7, lớp 7 chữ Lào. À. Dạ. Có làm gì ở trong nhà nước không cô? Dạ không, nó không cho mình làm đâu. À, con nghe cô nói là cô qua đây thì thấy cái cuộc sống ở đây nó rất là thoải mái hơn. Đúng rồi, cô có dự định hơn. Là cô nói là gia đình ở đây hết rồi, có bao giờ là nghĩ rằng là trăm tuổi già này sẽ trở về không hay là sẽ ở đây luôn? Dạ ở đây luôn, bỏ xương cũng tại đây rồi, bây giờ là hai bên là nội ngoại ở đây hết rồi, bây giờ chỉ còn mình mẹ già ở đây nữa thôi. Dạ. Là hết rồi, còn ai nữa, giờ chỉ còn cháu với con. Khi mà sinh sống ở trên một cái đất nước bạn xa xôi so với quê hương Việt Nam của mình vậy đó, thì có bao giờ cô nghĩ ngồi chợt nghĩ là cô nhớ về quê hương của mình không? Cũng nhớ vậy mà, nhưng là mình về dưới mà mình không có vốn là mình không sống nổi. Dạ, bây giờ ở đây là mình sống là bình thường, ở đây là mình mua bán kiếm từ đồng vậy mình ăn nó cũng thoải mái hơn. Còn nếu về Việt Nam á là có vốn mới sống được, còn không có vốn là không sống được. Cô cỡ này rồi cô đi làm thuê làm mướn làm không nổi. Dạ. Ở dưới này cô thấy sáng ra là cô đi giáp sẹt lai đi rồi cô không sống không được. Dạ. 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 Dạ cô thì cô mấy bà chị con ông cậu ở dưới đi giờ cũng đi làm thuê làm mướn không. Dạ. Dạ. Thấy khổ quá, về dưới thấy khổ. Dạ. Dạ. Có năm đó năm 95. Năm 95 cô có về Đồng Ban một lần, về Tây Ninh. Về một lần đó cái đưa ông xã về trị bệnh. Đưa ông xã về trị bệnh thôi, bây giờ không có gì làm ở dưới bệnh viện Từ Dũ đó. Ở bệnh viện chỉnh hình đó tới hơn một tháng. Nằm bệnh viện thôi nên đi rủ mấy thằng em thôi đi rủ nhau đi nhổ mì mướn đi, có ngày một nhổ phòng hết tay nè, phòng hết tay nhổ không nổi nữa. Có nghĩa là cái cuộc sống ở Việt Nam cô thấy là khó hơn so với đây. Đúng rồi, khó hơn ở đây. Ở đây làm đồng tiền nó dễ hơn ở cô? Đây mình có đồng tiền mà mình ăn nó đỡ hơn. Và ở đây mình nói chung ra ít nhiều mình không biết, chứ ngày mình cũng kiếm vài chục mình cũng được. Vì thức ăn cũng rẻ, gạo cũng rẻ. Trong nói chung ra làm trong một ngày mình kiếm được 100 ngàn là mình sống thoải mái. Ồ. Dạ. 100 ngàn kiếp hả cô? 100 ngàn kiếp á, được cả gạo ăn, cả thức ăn luôn. Dạ. Là 4-5 người ăn là thoải mái. À. Dạ. Thì cuộc sống cũng rất là dễ sống ha. Dễ sống chứ. Cuộc sống của người Việt ở Lào so với người Việt ở Cam thì được thoáng hơn, thoải mái hơn rất là nhiều. Đúng luôn rồi, mọi người. Cam bây giờ là nó phức tạp nhiều lắm. Dạ. Đó. Cô bây giờ nên thì chỉ có đi về ghé thăm bà con dòng họ một đôi ngày thì cô quay lại thôi chứ cô không ở. Cô ghé một bài ha. Đi đường cửa khẩu một đúng bài. Rồi, đường Ngọc Bài. À. Dạ. Tỉnh Ba Vét à? Tỉnh Bimut á. Bimut dạ. Dạ. Mà cô ít đi đường đó, cô đi đường Gia Lai. Dạ. Dạ. Giờ nào mới thăm bà dì á thì bà dì ở tại Trung Trang. Ông cậu thì ở bên Lung Giác Gia Lai. Dạ. Đó, chứ còn bây giờ ở giáp danh Tây Ninh giờ không còn ai. Dạ. Dạ chỉ qua luôn là Việt Nam luôn là có cậu với dì ở đó. Có nghĩa là người miền Nam á thì qua Lào sống khá là ít, chỉ có 40 hộ thôi. Đúng rồi, 40 hộ á là do nơi mình sanh con đẻ cháu ra nó nhiều nên tự lập được lên. Còn nếu mà đúng á là có 7 hộ thôi, tại vì kiều Campuchia qua đây. Con thì thấy con người ở Lào rất là thân thiện. Dạ. Rất là dễ gần, thì cô sống ở đây lâu năm thì cô thấy người Lào thì như thế nào? Người Lào thì thấy thoải mái hơn cái người Campuchia. Dạ. Người Lào á nói chung ra thì người ta ở có hậu hơn Campuchia. Dạ. Nói chung ra thì người ta ở đâu cũng vậy, người ta cũng sống về pháp luật. Mình á nếu mình làm chặt thì người ta có quyền bắt mình. Đó, còn nếu mình làm đúng á thì cũng như cô mấy chục năm này không có tiếng tăm gì. Dạ. Đó. Nó như vậy. Thì ăn thua mình ở thôi. Hôm nay thì con quay về cuộc sống người Việt ở Lào á thì cô muốn nói lời nào đối với người Việt ở Việt Nam không? Dạ thì cũng nhắn gửi với bà con là ở Việt Nam thì nếu mà người nào cũng cố gắng là tiến lên để mà làm ăn lấy sinh sống, chứ bây giờ biết ở đâu cũng phải làm ăn hết á. Dạ. Dạ nếu mà mình ở đâu mình làm ăn không lương thiện thì cũng khó khăn cho mình. Đó, cũng dạ. Là gửi lời thăm bà con ở dưới để mà cố gắng mà làm ăn tiến tới. Bây giờ cô nói cái câu đó chúc bằng tiếng Lào cho mọi người biết đi.
Nói giờ họ cũng không hiểu rồi, chứ có, họ cũng không hiểu. Dạ bây giờ cô nói cho mọi người biết đi, có nghĩa là chúc bằng tiếng Lào hả cô? Chúc bằng tiếng Lào cô cũng không biết chúc. Dạ và cô nói bằng tiếng Lào đi. Nếu mà nói bằng tiếng Lào á, anh khánh du vì khánh và cô đấy tụt nhà thành cả hai kinh tâm xà thắt kinh tâm đa và hãy lạc lộ con khấu, lạc lộ con khấu bên xì nhà. Là cái đó là gì cơ? Là cái cũng như là mình là bà con ở dưới là làm ăn lương thiện, chứ đừng có cho là ăn cắp ăn trộm để nó khó khăn cho mình. Chúc cộng đồng, chúc người Việt luôn làm ăn phát bạc. Nói sao cơ? Anh khôn Việt luôn một lần hai kinh hay sô khai đi hay thầm khuôn. Là chúc cho bà con ở dưới là mình giỏi làm ăn phát tài. Hay quá luôn. Cô thì có biết chữ viết của Lào không hay là không, chỉ nói thôi? Không biết. Không biết thôi. Lúc đầu thì qua mà không biết tiếng Lào thì giao dịch khó dữ không cô? Cũng khó. Mình ăn nuôi mình học. Dạ. Thì mình học từ tiếng 1. Dạ. Cô cũng mấy năm trời cô cũng là cũng tương đương rồi là mình nói được. Dạ. Dạ. Chứ còn nếu mà mình muốn học đó là có người qua đây mình mấy 20 năm không biết tiếng nào nè. Dạ. Cô là nói chung là cô qua đây cũng gần 40 năm rồi mọi người. Cô Thanh qua đây gần 40 năm rồi. Gần 40. Và cô coi như là người Việt kiều lâu năm nhất ở Lào. Đúng rồi, có 7 hộ. Dạ. Thì cô là những người coi như là miền Nam mà mở đường ở cái khu vực tỉnh Atabu này đó mọi người. Dạ. Thì nói chung là hôm nay gặp được cô thì cô nói là mua cá đi cưng thì là cũng thấy là bất ngờ. Thật ra thì không, cũng không bất ngờ lắm, tại vì mình đi cái chợ này, con đi chợ này tưởng tượng giống như chợ Việt Nam đó. Dạ. Nên là nữ là lâu lâu nghe tới một cái tiếng người Việt nói lên lớn lên và mình cũng hiểu được. Dạ, lấy ghế ngồi. Dạ dạ thôi được rồi cô, thôi con chúc cô sáng nay con chúc, tại vì con làm lỡ cái buổi cơm của dạ, cô rồi. Sao mà. Dạ làm lỡ cái buổi ăn sáng của cô rồi. Rồi chúc cô ăn ngon. Cô dạ. cái tô đó là bao nhiêu tiền? Ở đây 20.000 là mới lên đây. Dạ. Mới lên là lúc mà heo đầu lên giá. À cái tô đó là tô bún riêu hả? Bún riêu của Việt Nam mình bán. Ở đâu cô? Ở đi thẳng cái đường này đi ra rồi ngay bên kia đường. À. Có một quán Việt Nam thôi. Dạ. Dạ bà chỉ làm sạch sẽ. À cô thích ăn bún riêu chứ không cô thường ăn mấy món Lào không? Ít lắm. Món Lào là cô thích ăn món gì nhất? Cô cũng không thích. Vì mình muốn ăn cái gì là mình mua về làm ăn, chứ của họ làm ăn theo họ mình ăn cũng được. Cô thường nấu canh chua rồi ăn không? Có, đúng rồi, canh chua kho tộ là của miền Tây mình. Dạ. Đây mới ăn ngày hôm qua đây canh chua kho tộ đây. Dạ. Nên trong nhà họ làm theo phong tục chúng ta mình khó ăn. Mình ăn không quen ăn. Mình ăn không quen ăn. Dạ. Cô chỉ là hai mẹ con, ba mẹ con là cũng về làm ăn nhà thôi. Dạ. Sáng ra bị gì? Bữa nay là cô mất xẻ cá thất lát não giao cho họ. Dạ. Nên cô mua tô bún ăn lót lòng. Dạ. Cô Thanh rất là vui luôn mọi dạ. người. 60 tuổi rồi nhưng mà cô rất là 60 vui. 60 tuổi rồi bà con ơi, này cũng còn làm nuôi mẹ đây, mẹ 85 rồi. Dạ. Mổ não nữa đó. Mẹ mổ não lấy cái xương sọ này ra hết một bên. Mổ năm 2014. Dạ. Cũng vất vả lắm, cô vất vả lắm. Mẹ mổ não, mẹ mới về được tháng trước, tháng sau ông anh mổ não. Ông anh nó được về được hai mấy ngày, thằng em mổ được thừa vô tiếp. Cô đưa về cấp cứu ở Gia Lai hai người. Cô phải vay tiền ngân hàng. Thiếu nhiều không cô? Nào đó thì hơn 100 triệu này á, hơn 100 triệu này đưa về Gia Lai mổ cấp cứu luôn. Và thiếu ngân hàng nhiều không? Cô giờ thiếu hơn 100 triệu, 130 triệu mà cô cũng là góp từng ngày, góp cho ngân hàng mỗi tháng. Trời ơi. Một tháng góp 4 triệu mấy. Dạ. Bị gì mẹ có đâu có làm cái gì được. Rồi ông anh thì bây giờ ông anh mới mất được nay 2 năm nữa. Đó, khổ dữ lắm chú ơi. Con cháu lên đầy nuôi cháu là con anh con em cha mẹ nó nghèo đó, nuôi 15 đứa cháu nữa. Nó thành ra bây giờ năm nay á, là nó không còn ai hết, nó thấy cô khổ rồi cái nó rủ nhau đi mẹ hết trơn. Yeah. Nuôi sữa từ nhỏ cô qua đất Lào là cô đi gói từ cái bánh tét bánh ít cô bán để mua sữa cho cháu, nuôi cháu cho tới khôn lớn 15 đứa cháu. Cha mẹ nó đẻ ra rồi bỏ hết rồi cô đem về cô nuôi. Cô là nuôi cháu 15 đứa cháu, thấy cha mẹ nó khổ mình thôi cố gắng dương lên để mà nuôi cháu, không cho đi ở đợ ở mướn với ai. Yeah. Mà nuôi bây giờ lớn lên cái nó đi mẹ hết trơn rồi, nó bỏ. Bây giờ bà ngoại đau nó cũng không về luôn, bà nội đau nó cũng không tới luôn. Cô ở đây nếu như mà tiền Việt thì cô có sử dụng được không? Thì cô sử dụng thì được mà cô không biết nó đổ bao nhiêu. À. Thì
thì cô cũng không có đủ qua lợi rồi, cô cũng cô ít sử dụng tiền Việt lắm ha. Ít, ở đây chỉ xài tiền này thôi. Giờ thì một ngày buổi sáng thì cô bán được nhiêu tiền cô? Giờ thì có bữa thì bán được 500-700. Thì trong đó mình cũng là được 570. Dạ. Dạ, bởi vì cái này lần kiếp có 2.000. À, 2.000 kiếp thôi. 2.000 kiếp. Dạ. Thì bữa nào nếu mà chúng ánh nó có khách lại mua nhiều thì mình lời được 570%. Dạ. Dạ. Mà có khi mình sẽ mình bỏ mối thì mình lời được 100 hơn. Dạ. Dạ, nó tùy theo bữa. Ừ. Như từ sáng giờ chặt hai cá bán không hết. Sáng mai giờ bán hơn 100.000 nè. Nói chung mưa là... nữa mưa gió họ không xuống. Dạ. Họ đi ruộng nữa. Thôi hôm nay tí xíu nữa con lấy số điện thoại của cô. Dạ. Hôm nay tình cờ con gặp được cô thì con nghe cô chia sẻ về cái cuộc sống người Việt mình ở dạ. ở Lào á thì cũng thấy cũng đồng cảm. Nói chung là ở đâu thì cũng mưu sinh mà làm ăn với những nghề chân chính thì nó sẽ được trời Phật phù hộ thôi. Đúng rồi. Thì con đến đây tình cờ có duyên may mắn được gặp được cô ngay tại tỉnh Atabư này. Dạ. Thì ở chi không biết ta không đâu, đừng có gửi, cô cũng kiếm sống qua ngày được, con không sao đâu mà. Cô sống qua ngày được thôi, để con để đi làm lộc phí theo đường. Cô không muốn nhận mà mình tại vì bùi hồ không có tiền kiếp nhiều. Đúng rồi. Dạ. Thôi con chào cô. Dạ chào cô. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình tiếp theo nha mọi người, đi ăn món người Việt thôi. Tiếp tục cái hành trình mình tại chợ ở Lào mọi người thì cô Thanh rất là vui, cô là một trong những người miền Nam ở Tây Ninh á, qua đây chạy giặt bom bót và về đây lập nghiệp, nên cô sinh sống ở đây luôn và thậm chí là không còn muốn về quê hương nữa, tại vì cũng đã mất hết dốc rồi. Đây là hình ảnh cô này đang bán cá nè, cá nướng với lại bắp nướng. Dạ. Ô, con cá lóc to kìa. Cá nướng nhìn ngon ghê á. Sáng nay thì cái đầu mình vẫn còn nhức. Lý do là không ăn quen cái món ở Lào hay là cái món hải sản đó nó bị đông đá nhiều quá mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra ha, đi ra hướng ngoài này. Ở ngoài này đa số bán cá, có cá trê, cá những cũng giống như ở Việt Nam vậy á. Cá trê nè, cá rô phi nè. Ở đây có cá tra dầu, cá trê, cá rô phi là chính. Có ba loại cá đó thôi. Cái chợ này thì cũng khá là nhỏ và nhìn những cái sạp bán hàng á, nó giống như là một cái khu chợ của người ở miền Trung nhá. Atabư là một cái tỉnh nhỏ của miền Nam Lào và cái tỉnh này giống như là một cái bán đảo vậy á. Cuộc sống của người dân ở Lào ở đây thì khá là hiền hòa và đa số những cái khu vực này nè cô bác anh chị là người Việt á. Mình sẽ đi ra đây ha. Người Việt qua đây chuyên bán những cái mặt hàng như thế này. Bán bún bò với lại gì hay con ha? Bún bò không chị bạn, bún bò không có. Bún bò. À cho con một tô bún bò đi. Dần hết à? Mỗi một tô là nhiêu hay con ha? Tô 20. 20.000 kiếp thì nó khoảng 30.000 tiền Việt Nam. Cô qua đây lâu chưa? 9 năm. 9 năm mà. Cô là người tỉnh nào vậy? Chị Huế. Xưng chị đi cho nó dễ ha. Ăn từ Huế. Chị ở Huế qua đây là làm 9 năm rồi. Có người quen ở đây sao hay sao chị? Không, chị quá. Hay là chị qua đây mới lập nghiệp đầu tiên? Chị đi qua, con chị bị học xong rồi chị đi qua bản. Dạ. Nhà này là thuê hả chị? Nhà này thuê. À, thuê thì mỗi một tháng là bao nhiêu tiền hả chị ha? 1.500.000 á. 1.500.000 kiếp. 55.000 kiếp. À, 55.000. Làm cho con một tô bún bò.
rồi em ngồi đi thôi. Dạ. Được ăn tô bún bò của người Việt ngay tại Lào. Dạ. Quay còn việc gì không? Quay chơi thôi, quay món ăn thôi. À vậy hả? Mà dạ. Đặt cái chơi chứ cái việc tô là cũng không. Dạ không sao, quay món, quay người Việt của mình. Quay của người Việt của mình tại Việt à. Tại Atabu hả? Atabu. Ok. Chứ không có gì hết. Cô là người Huế nên nói chuyện dễ thương vậy. Người Việt ăn từ Huế. Dạ. Má 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 cái gì nào? Ờ cô nói chuyện gần kìa. Dạ. Hạnh phúc lắm khi nghe được tô bún bò của Việt Nam như thế nào. Bây giờ mình sẽ tắt máy lại để cô bác chuyển rồi bác chuyển.